Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ là chiều tối rồi cả nhà ơi. 8 giờ tối ở bên Mỹ cả nhà. Thì bây giờ ngang qua cái chùm ớt này nè cả nhà ơi. Mình thấy nó nhiều quá, mình quay vòng vòng cho cả nhà xem thấy cái ớt của Nhung Hà nha. Chùm quá chừng luôn cả nhà, xem ớt à. Công nhận năm nay là ớt của Nhung Hà được mùa rất là nhiều trái luôn cả nhà ơi. Trái bự bự không luôn á. Bên đây nữa nè. Trái mình nặng trĩu luôn á, mình phải buộc lại vậy nè. Công nhận luôn, sao năm nay hả, ớt sao mà được mùa quá chừng luôn. Trái bự bự không ha, ham thiệt. Rồi xanh vậy trơn rồi nè ơi. Những con trái bên đây nè, đó. Cũng ok ha, hái luôn. Đây một em. Oh, có con trái siêu to nè cả nhà ơi, đây. Oh, trời ơi, đã ghê luôn. Tự nhiên con trái to dữ trời. Mình thấy cây nó xấu quá, mình cũng không bọc lại luôn. Hả? Có trái nào thì thu đỡ trái đó thôi. Vậy mà nó cũng có trái đó cả nhà ơi. Có em đây này nè. Ố, cái này cũng ok. Cái này cũng được nè cả nhà. Đó. Trời ơi, đây có con em nè. Tuy là cái lá nó xấu nhưng vẫn có trái để hái cả nhà ơi. Đây nữa nè. Ồ, có trái bên đây nữa nè cả nhà ơi. Đó, trời ơi, cũng được mấy trái chứ bộ. Rồi cái dưới đây á, mình hái với cả nhà. Cái mé dưới đây là cây nó tốt hơn được tí xíu, nhưng mà nó vẫn đốm đốm vậy nè cả nhà. Đây nè, vẫn lá vậy nè. Nhưng mà để vậy nha, chứ mà cắt đi là coi như là Nhung Hà không có trái luôn á. Bữa hôm mình cắt á, trời ơi, không có một trái nào, nó phải phục hồi rất là lâu luôn. Nên là bây giờ cứ để vậy, tuy xấu xấu nhưng có trái để hái. Đây nè, đó, cái trái nè. Wow. Trời ơi, con trái đây bự chứ cả nhà ơi. Oh my goodness, rất là đẹp luôn nè. Wow, trời đất ơi. Nhưng mà có được cái dâu đẹp dễ sợ luôn. Ô, đẹp nhất bầy ngày hôm nay luôn cả nhà ơi. Đó, vô đây. Đó, đúng là nhất bầy luôn. Ô, đây con em nè, con em đây nữa, hái luôn. Đó, trời ơi. Em này nữa. Ô, có cái trái này mình bọc lại ngay mới được. Trời ơi. Thấy cái trái dâu đó tự nhiên nhiễu nước miếng rồi trời. Mình thích ăn dâu rồi nha. Ôi trời ơi, con trái đây nữa nè cả nhà ơi. Đúa, rớt vô đây. Không sao. Trời ơi, hai em Nhung Hà được hai trái thiệt là bự luôn. Wow. Đây có trái hươm nè. Có trái buộc bông bọc ở đây nữa nè cả nhà ơi. Không biết có bự không. Trái nhỏ, trái này hươm. Rồi, ba em nữa vô luôn. Ô, coi chừng mình được nguyên một cái mớ đó nha cả nhà. Đó. Trời ơi, trong đây có con trái rất là ngon luôn nè. Đó, trong cái bọc đây. Ham dễ sợ luôn. Đây cả nhà, đó. Hái luôn. Trời ơi, cái trái gì đâu mà ham chưa. Mình được ba trái bự đó cả nhà. Đó, em này nữa nè, thấy không? Em này luôn. Cái này hôm hương mình hái. Ôi ôi, hai trái này đỏ ướm luôn nè. Wow, đã gì đâu luôn cả nhà. Xem nè, trời ơi, hai trái dâu nè. Đó. Vô cái mâm. Đó. Ôi, nãy giờ mình cũng được nhiêu đây á. Rồi, cuối mùa đó mình ham ghê luôn rồi nè. Bên đây mình có mấy trái nữa nè cả nhà. Nó đỏ đỏ, cả nhà thấy đỏ đỏ là nó đó. Con trái đậu rớt dưới nữa cả nhà ơi. Trái này đang hườm hườm nè. Bây giờ hườm hườm lo hái đi cả nhà ơi. Không là không còn trái nào để mà hái. Những trái sao nó cũng rớt ở đây luôn. Con gì nó cắn rớt xuống dưới á. Ai chà. Mình thấy có trái này nhỏ nhỏ ở đây, với lại một trái hườm này. Đó, là hết rồi đó cả nhà ơi. Không còn trái nào nữa hết. Đó, hôm nay Nhung Hà cũng được khá một mớ dâu tây cả nhà ơi. Được ba trái đào, trời ơi nó thơm quá chừng luôn cả nhà ơi. Ba trái đào cuối cùng. Đó. Ôi trời ơi, chín rồi đó. Ba em đào cuối cùng mình hái luôn đó cả nhà. Không, đó, đụng cái rớt luôn. Rồi. Ba trái đào cuối cùng
bữa hôm tới 6 trái ở đó, thấy chưa, rớt một trái đây nữa nè, nó mới rớt luôn đó. Nó mình 6 trái mà có 2 trái thôi, hồi sáng mình mới luyện đi, tại vì là bị con gì nó cạp hết. Con trái táo xanh nè. Ê. Ồ, cả nhà biết mình làm, mình hái vô làm gì không? Mình làm chân gà cả nhà ơi. Mình đang thèm chân gà, mình tính là hái mấy trái táo vô mình làm gỏi chân gà ăn. Mà mình đang thích hái mấy trái xanh á. À, táo xanh làm gỏi mới ngon, tại vì nó chua chua. Đây nè. Chứ còn mà táo mà không xanh á, mình làm gỏi dở lắm. Nên là mình thu hoạch mấy trái táo vô mà làm gỏi gà. Gỏi chân gà à, không biết 4 trái đủ làm gỏi chưa. Thêm 2 trái nữa đi. 2 trái nữa. 2 trái nữa làm gỏi được rồi đó. Đây. Trời ơi, mấy trái này là gỏi vô tư ha. À, trời ơi, hôm nay là nguyên một đĩa này tha hồ trái cây hết cả nhà ha. Dâu tây, đào và táo. Trời ơi, cưng chưa. Ô, có trái ớt sô-cô-la này cả nhà ơi. Đây, ý, để em ăn thử cái trái ớt sô-cô-la này xem là ngon không hết cả nhà. Wow, năm đầu tiên mình thấy được con trái ớt sô-cô-la cả nhà ơi. Khi nó chính là cái màu ớt như vậy nè. Mắt cần câu cả nhà ơi, nhìn nó buồn cười chưa. Mời cả nhà nha. Wow. Wow. Như đường luôn. Wow. Bên trong nó cũng sô cô la luôn. Wow. Hồi nãy mình hái cái cây nào vậy ta? Cây nào ha? Cây nào sô cô la có ăn ớt với mẹ không? Con trai. Trời ơi, không biết cây nào nãy mình hái quên rồi cả nhà ơi. Trời ơi, cái cây này nó ngọt. Ngọt nhất mấy trái ớt bữa giờ mình ăn luôn cả nhà ơi. Ngon ha, ngon ha. Ăn thử một miếng rồi. What is that? Chocolate? Chocolate? Dạ, nó nói sô-cô-la. Ăn đi. I don't like this pepper though. Ăn thử đi. Cắn miếng trả mẹ. Ngọt ghê thật. I don't like the flavor. Nó không giống mình tí nào. Trời ơi. Trời ơi, mà ngon dữ à. Nãy giờ mà mình ăn trái ớt mà mình tưởng tượng như mình đang cắn đường mình ăn vậy, nó ngọt tới mức độ vậy đó. Giờ mà nó ngọt dễ sợ. Wow. Hình như cây này gì ta? Cây nào đó ta? Tự nhiên đâu được cái ớt ngọt ngon ghê luôn. Có trái cà trắng này cả nhà ơi. Đây nè. Mình hái cái trái cà trắng này nha. Không thôi cái nó già mất. Mình hái để cho năng lượng nó ra hai cái trái bên kia đó nha. Rồi cuối cùng mình dặn cũng đứt quả cà rồi cả nhà ơi. Đó, trời ơi. Chút nữa rớt cả nhà. Rồi bỏ vô trong cái rổ này đó. Ồ, có trái ớt đỏ hái luôn nè. Cây này á, tự nhiên cũng... Ôi, xong. Bé một quả đi luôn một cành. Trời ơi, wow. Trái ớt này nhìn cũng dễ thương quá he. Bé luôn cái cành luôn, hư chưa là hư. Mà ngộ ghê, nó ra một cây ớt mà nó ra ngộ quá cả nhà. Xem nè. Đây nè, thấy không? Tự nhiên là... Cái trái nó giống như ớt chuông. Xong tự nhiên mấy cái trái bên đây á, nó lại ra cái ớt gì á cả nhà ơi. Nó có nó bị lai á. Mình nghĩ là cái giống này chắc họ để gần cái giống này năm ngoái, nên là bây giờ nó ra trái như vậy nè cả nhà. Wow, cái trái này bự ghê luôn á. Để hái trái này vô xào ăn. Không, mình nghĩ chắc ăn sống cũng rất là ngon. Trời ơi, cái trái ớt giả mang chưa. Đang thử trái ớt này coi ngon không. Cái ớt dài mà nó bự nhất vườn Nhung Hà cả nhà xem nè. Trái ớt đây.
Wow, dã man chứ cả nhà ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Wow. Đây để mình thử ăn trái ớt này xem nhé cả nhà. Mời cả nhà. Nó cũng ngọt mà giòn. Mà độ ngọt nó không ngon bằng cái trái ớt sô cô la nãy. Trái ớt sô cô la nãy ngon ghê luôn á. Bò ơi, ngon lắm. Để dành đá này vô ăn cơm ăn. Nãy giờ ăn một trái kia nó nò. Ăn thử à. Bên đây mình thấy cũng có một cái quả cà. Trời ơi, cà này ngon nè cả nhà. Cà này nướng đồ cũng ngon lắm. Là làm cái gì ha, lẩu mắm rồi đó cả nhà. Mà sao một cây nó ra hai màu lạ chứ. Màu xám và màu tím. Ngộ ghê luôn. Không hiểu nổi cả nhà ơi. Đây. Lạ chưa. Nó ra hai ba màu vậy đó. Hôm nay là hai cà trắng cà tím hết nha. Trời ơi, ớt chuối nè. Bữa hôm có mấy trái mà nay quá chừng luôn. Còn cây ớt khía này mình quay cho cả nhà xem. Này nó trái chà bá luôn rồi nè. Đó, cục cưng bảo bối của chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng Nhung Hà. Đầu mùa đó cả nhà. Trời ơi, này nó ra trái ham chưa. Lúc mà bắt đầu nó ra cái bông á là mình đã ngắt cái đọt đi rồi. Xong rồi cái để cho nó nuôi mấy cái bông ra trái rồi nha. Nên là bây giờ nó mới trái bự vậy đó. Không thôi là nó cao ghê lắm mà nó không có trái. Còn em cà người mẫu mấy anh đây nè cả nhà ơi. Có một trái dài thì là dài luôn. Đó, cái này chân dài ha. Wow, màu tím bóng lưỡng luôn nè. Dài chưa? Đó, cà siêu mẫu nha. Thon thả dữ. Đây có trái nè. Trời ơi, trái này là mình phải thu được rồi đó cả nhà. Thôi là nó sẽ già. Cái này nướng ngon lắm nè. Wow, để dành mấy trái nướng mới được. Bây giờ mình đi tặng bạn không, mình chưa nướng. Mình chưa có nướng ăn, để dành này. Một mớ trong tủ lạnh để mình nướng. Trái đây nữa nè. Đó. Rồi. Trời ơi, con trái đây nữa nè. À, con trái bên đây nữa nè. Trời ơi, cưng quá. Đó. Rồi, hai em cà siêu mẫu vô rổ luôn. À, chà, có cái này tiện lợi ha. Xách đi mấy trái rồi đó. Trái này nữa nè. À, cây này mình thu hết rồi ta, nó còn ra nữa không? Hy vọng ra mấy trái nữa để hái ha. Đây, trái mái luôn nè. Wow, nó cong vòng vòng luôn. Cây bên đây quá chừng luôn cả nhà ơi. Đây nè, quá trời ơi. Trời ơi. Quá, cái cà này nhiều trái quá hả. Úi xùi ơi. Đây. Đó, trời ơi, quá. Cả nhà xem kìa. Đó, quá. Hồi nãy là cây bên kia có mấy trái à. Qua cái cây bên đây quá chừng trái luôn nè. Quá xá thiệt. Đã chưa nhà ơi. Đó. Hái luôn. Lửa trái nó bự thì mình hái, còn nhỏ thì để cho nó bự nữa. Mình nướng mới ngon. Non quá cũng không ngon. Cây bên đây tự nhiên cũng có một cây nó hơi nhạt như vậy nè cả nhà. Lạ ha. Đó. Trái này bự không? Trái này cũng ok hái luôn nè. Đó. Có mấy củ cải này. Nhổ mấy em củ cải này, ông già mất cả nhà. Đó. Bên đây củ nữa nè cả nhà ơi. Đó, quá à. Đây nữa nè. Đó. Bên đây nhưng mà có hai củ nữa nè. Rồi. Mấy em củ cải vô rổ luôn. Chà, nãy giờ cái rổ này nhiều quá chừng luôn. Qua mé bên cái cây dưa leo chanh cả nhà ơi. Trời, trái gì đâu mà ham. Cả nhà xem thấy trái của nó không? Đây nè. Bên đây nè. Đó, trái mà ha. Dưới kia kìa. Lên tút ở trên đây không. Lên tút ở trên kia luôn cả nhà. Ôi, trái chưa leo chanh gì đâu mà trái thấy ham luôn á cả nhà. Để mình quay cho cả nhà xem. Trái kìa, đó. Trái gì đó. Đó. Dưới đây nữa nè cả nhà. Đúng. Xong rồi, về trên đây nè. Đó. Ở dưới trên kia nữa cơ.
Rồi đây nữa nè cả nhà. Trời ơi, con trái bên đây nữa nè. Đó, cây này không nhiều bằng cây bên đây nhiều lắm. Tại vì nó đang còn nhỏ. Cây bên đây cũng có trái nữa nè. Trời ơi, chi chít luôn. Cái cây này nó đang còn nhỏ ở nhà. Ít bữa nó bự cũng nhiều gì lắm rồi nè. Trái đó, trái của nó đó cả nhà. Qua wow, trời qua đất. Trời ơi, nó lên tút ở trên cây nè cả nhà. Qua wow, chừng ham luôn cả nhà ơi. Tô cả nhà ơi, đây nè. Đó. Trời ơi, cái trái này vậy là hái được rất cả nhà ơi. Mình hái trái này vô thôi. Đó. Wow. Nhiều mẹt. Hôm nay có một trái bầu hồ lô. Trái trong đây nè. Trái này bầu này không giống hồ lô lắm cả nhà ơi. Cái trái buồn cười không? Nó lai gì á nhà ơi. Đây nè. Thôi, đây. Nã, giống cái cử tạ. À đúng rồi. Giống cử tạ. Đó, nâng lên nâng xuống đó, không giống hồ lô mà giống cử tạ ha cả nhà ha. Đó, cũng giống như lắm chứ bộ. Đó. Thấy con trái dưa leo mấy anh kia nó hơi bự. Để mình hái. Trái này cả nhà ơi, vô ăn, vô làm bún nước tương ăn. Đó. Dưa leo Hàn Quốc được một trái đi, rất là bự luôn. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì Nhung Hà thu hoạch được nhiêu đây? À, táo nè, dâu tây nè, đào nè, dưa leo tí hon, không phải, dưa leo chanh nè, ớt nè, bầu hồ lô nè, cà tím, cà trắng, dưa leo Hàn Quốc, dưa leo đỏ, trời ơi, à, quá chừng luôn ha, củ cải đỏ đó nè cả nhà. Xem Nhung Hà hôm nay thu hoạch được nguyên một mẹt nhiều không, có ăn phụ không? Hết nặng, dễ sợ nặng luôn, chịu không nổi bỏ xuống nè cả nhà. Đây nè cả nhà, mình sợ trái táo nó rớt quá, đó. Dạ ha, tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà nhé nha cả nhà. Bye bye.